整乱红玉楼。雅各通过命令和官吏打架，保身被龙破，百人总而见得。那个蒙蒙không còn lối đi mà chỉ còn biết đợi chờ lúc trời im gió lặng. Bà con ơi, nhà Thạch Sùng ở Gò Cao, nơi hoang vắng thì còn có ai ở nhà không? Ai hỏi gì nhà cháu đây? Chúng tôi đói bụng không sao đi được, nhà ông bà cũng còn cơm, cho chúng tôi xin mấy hạt cầm thôi. Ấy thế vợ chồng nhà cháu phần ăn mày hèn mọn, chả có lấy mình chứ rách mà ngồi. Chúng tôi biết mà, nhưng vì hoạn nạn nên mới phải đến đây nhờ bà. Chết thật, chết thật. Bác mày lại quá nhờ rồi này. Bác còn lạ gì thì nhỏ nhà cháu đây, bác xếp mày ăn mày kiếm ăn cứ một đi. Vâng. Là khổ quá, đòi của nhà nào lại đến xin cơm nhờ bà ăn mày. Vâng ạ. Như thế thì nhà cháu, cháu đây á phải tội chết chứ gì. Come on.
về hay người ta hết, nên bây giờ mới phải đi hát xong kiếm tiền để nuôi mẹ ủ loà. Ôi giời ơi, cũng mang tính là kiếm tiền chứ cũng xác định đi ăn xin như vợ chồng cháu cả. Phượng, Phượng ơi, Phượng đi hát kiếm tiền nuôi mẹ, thạch tị này nhá cũng lấy thân nuôi cả nhà. Đi vào con. Đi vào. Vào cái gì? Tôi nói thì không được nghe. Như thân thể tôi đây nhá, trời sinh vốn đã là dị hình, đi ra đến nề đường xó chợ nhá là phải cố uốn mình là cho thêm dị dạng. Như thế này đi ăn mày người ta mới cho, không có tôi chết đói lâu rồi. Đi vào con. Đi vào con. Phượng ơi, hay là từ nay Phượng về ở với tị cho vui. Phượng hát chèo cho tị nghe, tị múa chèo cho Phượng xem. Tình 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 chắc tình tình tình. Thôi thôi thôi, bố xin tị, ôm mà chân tay lẻo tẻo lẻo tẻo. Phượng ơi, mình đã khổ vậy mà có người còn khổ hơn mình. Xin chào ông bà. Ông bà có thể cho tôi vay vài lũ gạo được trong Giáng sĩ là ai? Không cần biết nói gì vay mượn. Nói gì vay mượn vậy? Tôi tên gọi Vương Khang, rong ruổi trên sông, thuyền gặp bão theo triền đê tới đây tạm. À, tưởng là mà cả tổng ấy đang ngập chìm trong nước, tráng sĩ vào đây tay trắng là sẽ tòi đỡ. Sẽ tòi đỡ. Với tôi ra khỏi nơi này không mấy khó khăn, nhưng thấy người hoạn nạn rời chân sao đành. Rất rõ. Dạ. Ông không mang nổi mình ốc, trên không trà, dưới không dễ. Mày là mày thế nào? Mày đi nào? Mày đi nào? Ông bảo tôi xin. Đây dùng binh vậy là nó quen rồi nha. Nha. Ông bà, có thể cho tôi đổi chiếc vỏ mọc này lấy vài lỗ gạo có được chăng? Bê ông bẩn, cái vòng này không đáng một trinh đòi đổi gạo. Thôi thôi, ông đi chỗ khác đi nhờ. Đó là ông bà không biết về chiếc vỏ mọc này đó tôi. Chiếc vỏ mọc này có một không hai, khi đeo nó nhịn dăm ba ngày cũng không sợ đói, ấm lạnh điều hòa khi nắng lửa mưa dầm. Bây giờ chuyện đưa xem nào. Có cái gì không anh? Thấy gì không? Thôi. Bây giờ xem. Tráng sĩ một mình lạc bước tới đây, hay là có người thân sinh sống ở đất này thấy hoạn nạn nên tìm về cứu giúp? Tuổi mồ côi sống trên sông, chỉ có mây gió là người thân, bến vắng là nhà. Nay đến nơi này trong trời bước bao la, nghĩ tới mẹ nỗi lòng xé xác. Mây mông mây trời nước thank you.
sĩ đây quá là người nhân đức, đã đổi vật báu giá trị ngàn vàng mong cứu giúp người dân. Nhưng thưa tráng sĩ, chúng tôi giờ cũng đã tạm yên. Tráng sĩ hãy giúp hai mẹ con người cùng cực, chúng tôi phải đem ít gạo này về giúp gia đình qua cơn đói khát. Chào tráng sĩ, tôi về. Nước mày cũng chảy. Nước non làm gì? Sao? Nhà mày còn dạ.
được không? Cho tao một tí cẩm hơi, không khéo chết đói mất. Cụ mà nói thế, nhà cháu đây phải tội chết. Ê, phải tội chết cụ ạ. Tao nói thật mà, chúng mày còn lạ gì nữa mà lại còn làm bộ. Thì cụ lạ gì nhà cháu, đi ăn mày chỉ xin được cơm chúa cơm mẹ. Vâng. Ấy thế mà, mời cụ tránh rơi. À dạ, nhà cháu đây phải tội chết. Phải tội chết. Tao không lạ gì chúng mày. Thạch Sùng, à dạ cháu đây ạ. Mày mói tao đến hàng chục lạ vàng cháu ơi. Hết mà lúc khốn khó lại quên hiểu nhân nghĩa. Cụ Tránh ơi, cụ không nên nói đến cái điều nhân nghĩa. Đây là cụ trả cháu tiền công để cháu kiếm cái mồm chứ này. Chúng mày thất đức. Thầy chết không kịp lại thừa cơ bắt trẻ. Cụ Tránh, cụ lại càng không nên nói đến cái điều nhân đức. Thế con hỏi cụ nha, bao nhiêu người lang thang nói rét làm nhà. Cái gì tại thiên tai? Ôi trời ơi, cụ mới đổ thiên tai. Trời ơi, này con hỏi cụ nhá, nhân đức hay không ấy thì là ở cái con đê giống ruột. À, là măng rốt cháu. Vỡ này là nếu mà nhà cháu mà tố cáo thành thành sự thật ấy thì cái chức tránh tổng của cụ coi như cũng đi tăng. Sương mai rồi cũng phải để cho người ta kiếm được miếng ăn. Thôi mày nói khẽ cái mồm thôi thì cháu không khẽ để cháu nói to được mẹ. Nhà cháu nó không phải rồi. Tao nói đã đây nhưng còn vợ còn tao nữa chứ. Khổ. Thạch Sùng à, cháu đây à, chị mong thầy nhớ đây cho tao xin vài đũa gạo. Ấy chết, nhà cụ giàu có để nước chảy ngược sao đây. Mà trước đây cụ đã cho không nhà cháu làm nào. Mẹ mày cứ bình tĩnh, mày cũng ngồi đấy, mày cũng ngồi đấy. À mẹ mày này, mẹ mày cứ bảo lấy cho cụ tránh bài đấu gà. Rồi cụ sẽ đứng lên là ghi chép khoản nợ rõ ràng. Sau cụ lại đứng lên đòi nợ giúp vợ chồng nhà cháu cụ gì? Không bao giờ. Sao vậy? Sao thế? Không bao giờ. Đừng đường là một tránh tổng uy quyền. Ôi giời. Ai lại đi ghi sổ nợ, đòi nợ thuế cho bọn ăn mày chứ lại. Ôi trời ơi cụ ơi. Bây giờ ấy, nó đã khác rồi. Nếu mà cụ không bằng lòng thì vợ chồng nhà cháu đây mà cũng đành thôi vậy. Đành thôi vậy. Chắc thế sự nhân đi tâm mê. Thôi thì cũng đành vậy.